Gần 4 năm Lai Châu thực hiện Nghị định số 99-2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đời sống của nhân dân các dân tộc địa phương đã được cải thiện, giúp người dân có thêm việc làm, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, mức phí quy định tại Nghị định số 99-2010 là cố định. Để người giữ rừng sống được từ rừng thì rất cần sự điều chỉnh mức phí cho phù hợp, tạo động lực để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, cũng như góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại tỉnh miền núi khó khăn này. Sau 4 năm Lai Châu thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tỷ lệ che phủ rừng tại tỉnh đã nâng lên rõ rệt từ 41% năm 2010 lên 45% hiện nay. Với địa hình đặc thù, rừng ở Lai Châu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặc biệt là việc điều tiết nguồn nước cho các công trình thủy điện. Việc thực hiện Nghị định 99-2010 của Chính phủ về chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng đã tác động tích cực đến công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương. Thấy hiện nay thì trong cái dự thảo sửa đổi cái Nghị định 99 chúng tôi đã được nghiên cứu thì có cơ bản là có hai cái nội dung. Cái thứ nhất là đề xuất là điều chỉnh cái giá của cái dịch vụ môi trường rừng đối với các thủy điện là từ 20 đồng trên kWh lên 37 đồng trên kWh. Và cái thứ hai là trao cho địa phương một số cái quyền chủ động cho nó phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Thì chúng tôi cho rằng là cái hướng điều chỉnh này thì nếu mà được Chính phủ chấp nhận và ban hành thì sẽ thêm được cái nguồn lực động viên được đồng bào trong cái việc là bảo vệ và phát triển môi trường, đồng thời cũng tạo điều kiện cho địa phương sử dụng có hiệu quả hơn cái nguồn thu từ cái dịch vụ môi trường này để phát triển bảo vệ rừng và tái cơ cấu nông nghiệp cho đồng bào và dân tộc ở cái vùng rừng đồng bằng sông này. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được Chính phủ ban hành tại cái Nghị định 99 ngày 24/9/2010 thì đã thực hiện được hơn 3 năm và cái chính sách này đã đang lại một cái nguồn lực tài chính lớn cho cái công tác bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, cũng tạo ra những cái tác động tích cực trong cái công tác bảo vệ rừng trên địa bàn. Thế thì tuy nhiên sau thời gian thực hiện thì cũng có những cái bất cập. Và hiện nay thì Bộ Nông nghiệp đang trình Chính phủ sửa đổi bổ sung cái Nghị định 99. Thì cũng có nhiều nội dung sửa đổi, tuy nhiên là một trong những nội dung quan trọng đấy là nâng cái mức nộp tiền dịch vụ môi trường rừng của các cái bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Cái dự thảo mà khi được ký và phát hành thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi và tác động rất tích cực cho cái công tác bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Bản Sòn Thầu 1, xã Malifor, huyện Phong Thổ có 30 hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Năm 2014, bản Sòn Thầu 1 có diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng là 190 ha. Với hình thức chi trả trực tiếp mỗi hộ gia đình cũng đã nhận được gần 2 triệu đồng. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo của bản cũng đã giảm xuống từ 35% năm 2011 xuống còn 16%. Tuy nhiên, qua thời gian dài thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, mức phí quy định tại Nghị định 99-2010 là cố định, là phần nào ảnh hưởng tới công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương nói riêng, cũng như phát triển ngành lâm nghiệp nói chung. Trong vòng 3 năm qua, thì với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước giao cái chi trả môi trường rừng cho dân bản được thu nhập cũng khá, nhưng mà để được nâng cao cái trách nhiệm bảo vệ rừng được nâng cao lên hơn nữa thì bà con trong bản mong sao nhà nước tăng cái mức lệ phí để chi trả cho môi trường rừng cho bà con để nâng cái trách nhiệm của bà con được lên cao hơn nữa. Trong hơn 3 năm thì nhân dân ở trong thôn bản được hưởng cái lợi tức về rừng rất nhiều, đã nâng cao được đời sống cho nhân dân, góp phần thêm tăng thêm thu nhập và cũng góp phần thêm cái việc xóa đói giảm nghèo và một số công ăn việc làm cho bà con nhân dân trong thôn bản. Thì còn cái việc mà cái dịch vụ môi trường rừng ấy thì theo nhân dân ở trong thôn bản chúng tôi thì muốn kiến nghị với Đảng và Chính phủ là sẽ tăng cái mức đầu tư rừng lên cao hơn nữa.
và cái thời gian đầu tư nó kéo dài hơn thì để bà con chúng tôi bảo vệ chăm sóc rừng tốt hơn. Tại dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng nâng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Đây cũng chính là một động lực để giúp người dân gắn bó với rừng hơn, đảm bảo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại Lai Châu nói riêng và toàn quốc nói chung.